Lượng vàng xuất khẩu của Mali năm ngoái đã giảm đáng kể so với năm 2013 và sẽ tiếp tục giảm trong năm nay. Nguyên nhân là do giảm sản lượng từ các mỏ và chính phủ Mali muốn người dân chuyển sang trồng trọt và canh tác thay vì cứ đi đãi vàng như trước đây. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng Mali lại là nước xuất khẩu vàng đứng thứ ba tại châu Phi, chỉ sau Nam Phi và Ghana. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu năm ngoái đã giảm 21% so với năm 2013, đạt 53,2 tấn. Nguyên nhân là do các chính sách mới của chính phủ đã khiến lượng vàng từ các bãi đãi vàng thủ công giảm đi đáng kể. Nhằm giảm các vụ tai nạn do sập hầm trong mùa mưa, chính phủ Mali đã ban hành lệnh cấm khai thác vàng trong khoảng thời gian từ tháng 5 tháng 6 đến tháng 9 tháng 10. Bên cạnh đó, chính phủ cũng khuyến khích người dân trồng trọt để tăng sản lượng nông nghiệp và cải thiện vấn đề dinh dưỡng, thay vì chỉ chú tâm vào việc đào vàng như trước đây. Tại Mali, không ít người rời ghế nhà trường và đến tìm việc ở các bãi đãi vàng để phụ giúp gia đình. Vì bị hối thúc kết hôn nên tôi đã nghỉ học. Tôi đến đây làm việc để kiếm chút ít tiền để có thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, lệnh cấm khai thác vàng bất hợp pháp cũng là một nguyên nhân làm giảm sản lượng vàng.